350 tỷ đồng làm công tác an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, công ty đã dành hơn 350 tỷ đồng cho các công tác an sinh xã hội. Riêng trong năm 2015, công ty đã ủng hộ gần 130 tỷ đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn, cho học bổng, xây dựng cầu đường nông thôn, nhận phụng dưỡng suốt đời 15 bà mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức nhiều lớp học tình thương cho trẻ em nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ. Nhân dịp đầu năm mới 2016, công ty dành hơn 3,6 tỷ đồng để xây dựng 104 căn